câu hỏi chiếc bàn cao bao nhiêu? Ảnh Mingyao Decision. Đáp án. Đây không phải là một bài toán khó, tuy nhiên nó có vẻ hơi quá sức đối với học sinh tiểu học khi phải vận dụng cách đạt phương trình, cộng hai dế rồi sau đó dùng phép chia cuối bài. Đối với những người lớn không thành thạo cách đạt phương trình hai bên để giải, việc giải bài toán này cũng gây ra nhiều gian khổ cho họ. Trong trường hợp các học sinh chưa được học cách thức viết phương trình đại số, chúng ta sẽ có một cách giải khác bằng cách vẽ sơ đồ hình ảnh. Ảnh Mingyao Decision. Sau khi ghép hai tấm hình lại, ta có chiều cao từ đỉnh đầu của con mèo ở phía dưới đến đỉnh của con mèo ở trên cùng là 300 và bằng 2 lần chiều cao của cái bàn. Như vậy, chiều cao của cái bàn sẽ là 150. Tuy nhiên, hình ảnh này cũng không phải đã mắc đối với học sinh tiểu học. Theo Mingyao Decision,